Vào ngày 26 tháng 4 năm 1994, chuyến bay 140 của China Airlines có hành trình bay từ sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan đến sân bay quốc tế Nagoya, Nhật Bản. Cơ trưởng của chuyến bay là ông Wang Lao-chi, 42 tuổi, có 8.435 giờ bay. Ông có kinh nghiệm lái Boeing 747 hơn là A300. Cơ phó là Chen Mengyong, chỉ mới 26 tuổi và có 1.627 giờ bay. Chiếc máy bay này là một chiếc Airbus A300B4-622R, được sản xuất vào ngày 29 tháng 1 năm 1991. Trên máy bay gồm có 256 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. Vào lúc 16 giờ 53 phút, máy bay cất cánh rời khỏi Đài Loan để tới Nagoya, Nhật Bản. Chín tháng trước khi chuyến bay này diễn ra, Airbus có đưa ra một khuyến nghị không bắt buộc để nâng cấp hệ thống điều khiển máy bay. Hệ thống lái tự động sẽ bị ngắt khi phi công gạt cần lái điều khiển bằng tay. Nhưng vì đây là một khuyến nghị không bắt buộc, nên China Airlines đã chủ quan và không nâng cấp nó ngay khi có thông báo. Và cho đến khi chuyến bay 140 này diễn ra, máy bay vẫn chưa thực hiện được bản cập nhật tính năng mới mà Airbus đã đưa ra. Sau 3 tiếng cất cánh, phi hành đoàn cho máy bay hạ độ cao chuẩn bị hạ cánh xuống Nagoya. Người điều khiển máy bay lúc này là cơ phó Chang, cơ phó tiếp cận đường băng bằng chế độ hạ cánh IOS. ATC thông báo về tình hình thời tiết tại Nagoya, sức gió 280 độ với tốc độ 8 hải lý, tầm nhìn xa 20 km. Có mây tích mưa ở độ cao 3.000 feet và nhiệt độ là 20 độ C. Trong giai đoạn hạ cánh này, cơ phó cho máy bay hạ cánh tự động. Sau khi nhận được lệnh đường băng trống có thể hạ cánh, cơ phó đã ngắt chế độ hạ cánh tự động chuyển qua hạ cánh bằng tay. Vào lúc 20 giờ 12 phút, máy bay lúc này đang cách đường băng 5,6 km và đang ở độ cao 1.000 feet so với mặt đất. Cơ phó đã vô tình kích hoạt hệ thống cất cánh và bay vòng. Máy bay đang hạ cánh bỗng nhiên tăng lực đẩy hướng mũi lên, bay chạch lên trên so với đường trượt ILS. Cơ trưởng sau đó đã phát hiện ra cần gạt go around đã được cơ phó kích hoạt nhầm. Ông hướng dẫn cơ phó tìm cách tắt nó. Ông yêu cầu cơ phó đẩy cần gạt hướng mũi máy bay xuống và chuyển qua hạ cánh tự động, trong khi hệ thống Go Around vẫn đang được kích hoạt. Cùng lúc máy bay nhận cả hai lực đẩy trái chiều nhau, điều này làm cho máy bay mất lực nâng chững lại trong 15 giây. Tốc độ không khí giảm, máy bay bị rơi xuống độ cao 500 feet. Cơ trưởng sau đó tiếp quản quyền điều khiển. Ông nhận thấy tình hình không thể hạ cánh và quyết định bay vòng. Nhưng ông không hề biết rằng hệ thống Go Around tự động mà trước đó cơ phó đã kích hoạt nhầm vẫn chưa được tắt. Cơ trưởng đã kéo cần gạt bằng tay hết cỡ để bay vòng, nhưng tốc độ không khí giảm cộng với lực đẩy làm cho mũi máy bay nâng lên quá cao. Máy bay nhảy vọt lên, mất hoàn toàn lực nâng. Mới giờ 15 phút, máy bay rơi vào phía bên phải gần đường băng tạo nên một quả cầu lửa. 93 phút sau tai nạn, ngọn lửa mới được dập tắt. Đội cứu hộ đã tìm thấy 10 người còn sống sót, nhưng sau đó 3 người đã chết tại bệnh viện. Trong số 7 người sống sót có 2 trẻ em, tất cả họ đã ngồi từ hàng ghế 7 đến hàng 15. 4 người ngồi ở dãy ghế bên phải, 2 người ở dãy giữa và 1 người ở dãy ghế bên trái. Tại thời điểm nhập viện, cả 7 người sống sót đều bị chấn thương ở nhiều mức độ khác nhau. Những vết thương bên ngoài khác nhau, chủ yếu là gãy xương do va chạm. Hai anh em Yuri và Seiji, 6 tuổi và 3 tuổi, đang đi du lịch cùng mẹ và người chú. Cả hai đều đã chết. Cha của hai cậu bé nói rằng,
có lẽ là một phép màu của Chúa mà hai con tôi đã sống sót. Một lính cứu hỏa đã giải cứu một trong những cậu bé cho biết, cậu bé bị mắc kẹt dưới một trong những chiếc lốp của máy bay. Tôi chỉ tình cờ nghe thấy tiếng gọi yếu ớt này của cậu bé nói rằng, mẹ ơi con đau quá. Việc trẻ em có nhiều khả năng sống sót sau các tai nạn máy bay vẫn còn được tranh luận nhiều hơn. Theo báo cáo sau quá trình điều tra và phân tích hộp đen, các nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn bao gồm nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp. Nguyên nhân trực tiếp là do lỗi của hai phi công. Phi công phụ đã vô tình bật chế độ Go Around và không báo cáo với cơ trưởng về việc không thể ngắt nó. Đáng lẽ cơ trưởng phải điều khiển máy bay sớm hơn. Tổ bay chưa hiểu đầy đủ về hệ thống bay tự động của Airbus A300. Căng thẳng cao do các tình huống khẩn cấp làm suy giảm khả năng suy nghĩ của tổ bay và khiến cho họ khó thực hiện thao tác phục hồi hiệu quả. Nguyên nhân gián tiếp là do lỗi kỹ thuật và nhà sản xuất. Những khiếm khuyết giữa hệ thống vận hành tự động và thủ công, thiết kế ưu tiên các lệnh máy tính trong chế độ hạ cánh tự động và Go Around. Airbus A300-600R đã có 3 sự cố tương tự được báo cáo vào năm 1991. Năm 1993, Airbus khuyến nghị các sửa đổi đối với hệ thống bay trên không để cập nhật chức năng ngắt tự động lái khi điều khiển thủ công được áp dụng trong chế độ Go Around. Chiếc máy bay gặp nạn tại sân bay Nagoya đã được lên kế hoạch sửa đổi như trên, nhưng chưa thực hiện trước khi xảy ra tai nạn. China Airlines đã đánh giá các sửa đổi này không khẩn cấp và dự định thực hiện khi máy tính điều khiển chuyến bay cần sửa chữa, sự thiếu ý thức về an toàn bay của China Airlines. Nhà sản xuất Airbus thông báo việc sửa đổi máy tính và điều khiển chuyến bay là khuyến nghị không phải bắt buộc. Airbus đã không giải thích lý do và nền tảng kỹ thuật của các sửa đổi. Quyết định sai lầm và phán quyết tồi của Airbus đã góp phần khiến những vụ việc tương tự tái diễn. Một vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại China Airlines và Airbus để đòi bồi thường. Tháng 12 năm 2003, tòa án quận Nagoya đã yêu cầu China Airlines trả tổng cộng 5 tỷ yên cho 232 người, nhưng đã xóa trách nhiệm pháp lý của Airbus. 264 người mất mạng và 7 người sống sót cảm thấy rằng khoản bồi thường là không thỏa đáng, và một vụ kiện tập thể tiếp theo đã được đệ trình. Và cuối cùng đã được giải quyết vào tháng 4 năm 2007, khi hãng hàng không xin lỗi về vụ tai nạn và cung cấp thêm tiền bồi thường cho các nạn nhân. Đây là vụ tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử của China Airlines và là vụ tai nạn hàng không thứ hai trên đất nước Hoa Anh Đào, sau chuyến bay 123 của Japan Airlines. Vào ngày 3 tháng 5 năm 1994, cơ quan hàng không dân dụng CAA của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan đã ra lệnh cho China Airlines sửa đổi các máy tính điều khiển chuyến bay theo thông báo sửa đổi của Airbus. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1994, CAA đã ra lệnh cho China Airlines cung cấp đào tạo bổ sung và đánh giá lại trình độ cho tất cả các phi công Airbus A300-600R. Sau vụ tai nạn, China Airlines đã quyết định rút lại chuyến bay CI-140 trên đường bay này và đổi thành CI-150 sau vụ tai nạn. Hãng hàng không China Airlines hiện khai thác đường bay này với máy bay Airbus A330-300 và A300 đã ngừng hoạt động. Sân bay Nagoya là sân bay thương mại duy nhất của thành phố vào thời điểm đó, và nó vẫn là sân bay chính của thành phố cho đến năm 2005, khi sân bay quốc tế Chubu Sentra ở Tokonami mở cửa hoàn toàn. Ngày nay, sân bay Nagoya phục vụ các chuyến bay khu vực hạn chế trong nước và cũng đóng vai trò là hàng không quân sự và phi thương mại khác. Ngày 26 tháng 4 năm 2014, 300 người Nagoya đã tập trung tại Katsugai, tỉnh Aichi để tưởng niệm 264 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.